chào đời. Mấy ngày sau, trang viện của bà La Môn Vanganta đã đổi khác, một sinh khí mới như bừng lên. Sân trước, sân sau, nhà trong, nhà ngoài, gia nhân lui tới tấp nập. Bảo điện trước đây âm u hương khói lạnh lùng, bây giờ sáng rực lên bởi hàng trăm ngọn đèn chóa đồng, chóa vàng, chóa bạc lấp lóa. Những hình người, hình vật, hình chim muông hoa lá, linh thần, tiên nữ trên những bức phù điêu chạm nổi. Khảm bạc, khảm xà cừ, khảm hổ phách, khảm ngà đã được đánh bóng sáng lung linh, huyền ảo, sống động. Các môn sinh, môn đệ trong làng nghe tin vui của bậc trưởng lão nên cũng đến trung tâm cầu nguyện để tỏ lòng tri ân Đức Rama cao cả. Bà La Môn Vanganta đã lấy lại dáng dấp tươi trẻ hoạt bát năm xưa. Bằng hữu cố tri khắp mấy thôn làng kế cận lục tục tìm đến, tất cả đều là người cùng một tập cấp bà La Môn cao quý. Có người ăn vận diêm dúa với đủ loại trang sức, chân đi giày vải đắt tiền, có người chỉ quấn hờ hững một tấm khăn quanh mình không bao che hết tấm lưng sạm nâu. Có rất nhiều người cao lớn, lực lưỡng, mắt xanh biếc, mũi cao lộ, râu mọc dữ dằn, vần trán phẳng và rộng. Có người thấp, mập, tròn quay, bước đi lệch đệch, nhưng tất cả mọi người cử chỉ đều phong nhã, lịch sự, toát ra một căn bản kiến thức lẫn tu chứng đạo học. Có người mắt luôn nhìn xuống, trầm lặng, bước đi chậm rãi, hai tay buông thả. Có người đôi mắt xa xăm, chìm lắng trong suy tư, dường như đang sống trong cảnh giới nào. Họ đều là những bà La Môn hữu danh, vì trọng đức mến tài trưởng giáo Vanganta mà tìm đến. Trong bọn có những người là thuần túy tu sĩ, có người có gia đình, họ gồm những nhà bác học, nhà giáo dục, đạo sĩ, yogi, các thầy bà La Môn tư tế ở các đền miếu, là thành phần ưu tú, tinh ba của xã hội. Ông Vanganta đứng ở cổng, chắp tay lên ngực vái chào, nghiêng mình mỉm cười hay bắt dấu ấn tùy theo mỗi vị khách. Cứ nhìn dấu vẽ bằng thổ hoàng trên trán là biết bà La Môn này tôn thờ thần Vishnu. Cứ nhìn vạch ngang bằng than phân bò cái trên lông mày là biết bà La Môn kia tôn thờ Đức Shiva. Hoặc các ngẫu tượng đeo ở cổ, ở tay là biết bà La Môn theo tín ngưỡng nào, tôn thờ vị thần nào. Dấu hiệu thì thiên hình vạn trạng, nhưng đa phần họ thờ thượng đẳng thần là ba vị Brahma, Vishnu và Shiva. Bà La Môn Vanganta đang vui niềm vui to lớn thì tiếp nhận thêm một tin vui khác. Một gia đình ở làng Kolita kế cận giao hảo thân thiết với nhau đã bảy đời, cũng có tin vui. Hai gia đình cố tri kỳ cựu này cùng đi thông báo cho nhau lại gặp nhau giữa đường. Như vậy, khi tính lại thì bà Mogali ở Kolita cũng được thọ nhận linh điển cùng một ngày với bà Sari. Nếu như phân thân được, bà La Môn Vanganta và phu nhân đã tức tốc qua nhà bạn. Có niềm vui, nỗi buồn nào mà hai gia đình này không san sẻ cho nhau? Họ thân thiết với nhau còn hơn là ruột thịt. Họ gặp gỡ nhau trong những ở tập cấp, dòng trưởng, trình độ, kiến thức, mà cả cùng với các thú vui du sơn ngoạn thủy nữa.
Điều kỳ lạ là tuổi tác họ cũng bằng nhau, và sự hiếm muộn con cái cũng y như thế. Cũng đã hơn 10 năm ròng rã, họ cầu nguyện, cúng tế đền thấp, miếu cao, đầu súc vật, mâm trái cây, bông hoa và trầm hương. Họ sẵn sàng bỏ ra cả mấy trăm ngàn đồng tiền vàng để nhận một tin vui là sẽ có một người con trai nối dõi tông đường, thừa kế di sản tinh thần và cả di sản vật chất nguy nga đồ sộ. Họ đều là bậc đại phú, đại quý đứng đầu làng và có quyền lấy tên làng đặt tên cho con trai họ. Vốn là trưởng giáo tại ngôi làng Colita, nên môn sinh và bằng hữu đến thăm nhân ngày vui này cũng rất đông. Bà Mogali ở Colita thế là cũng bắt đầu hoài thai một nhân cách siêu việt, một ngôi sao thật sự. Đấy là Ngài Mục Kiền Liên Mogalana, mà sau này đã cùng với Ngài Xá Lợi Phất Sariputta làm hai vị đại đệ tử lỗi lạc, hai cánh tay phải và trái của Đức Đạo Sư, để lăn bánh xe pháp, hoàn truyền chánh giáo, phổ độ sinh linh. Làng Ubatissa không lo nhiều về cái ăn cái mặc. Con sông Đại Hằng trước khi nhập vào biển cả đã để lại ngôi làng này một nhánh nhỏ yên tĩnh, đủ cung cấp nước bốn mùa cho ruộng đồng và vườn tược. Họ tự do canh tác, hưởng lợi tức mà khỏi đóng thuế cho nhà nước. Mỗi năm họ chỉ nộp một ít lệ phí cho trưởng giáo Bà La Môn để nhớ đến ân đức tổ tiên dòng họ đã khai phá ra đất đai này. Ngoài phí tổn sinh hoạt gia đình, họ để dành hầu hết cho tín ngưỡng và sự thờ cúng. Vườn nào cũng trồng câu, trồng xoài, chà là và thốt nốt. Thỉnh thoảng một vài nơi họ trồng bông vải để dệt làm áo mặc. Kỹ thuật đan dệt ở xứ này đã có trước đấy mấy ngàn năm, có thể là từ nền văn minh Mohenjo-Daro 2.900 năm trước Tây Lịch. Như mọi xứ khác, họ trồng thêm ca ri, đậu, kê, lúa mạch, nếp, rau, các loại cây ăn trái miền nhiệt đới và chăn nuôi đủ loại gia súc. Bò cái là giống vật linh thiêng, được tự do ăn ở, đi lại nghênh ngang bất cứ nơi nào. Đặc biệt tập cấp Bà La Môn chỉ ăn rau trái và ngũ cốc, còn cá, thịt, gà, vịt chỉ để dành cho hạng tiện dân, tôi tớ và kẻ giàu có ở ngoài tập cấp. Bù lại, họ dùng rất nhiều ca ri, gừng, đinh hương, hồi hương, hồ tiêu, ớt, quế cùng các gia vị, hương liệu khác. Do vậy, không ngạc nhiên gì, trong cuộc lễ mừng vui bà Sari thọ thai, người dân làng môn sinh bằng hữu mang đến tặng gia đình này cả một núi lương thực, thực phẩm, rau trái và hoa quả đủ loại. Ông Vanganta cho 10 người nữ gia nô tín cận, kinh nghiệm lão thành để săn sóc cho bà Sari, từ cái ăn, cái uống, đi đứng, ngủ nghỉ. Bao giờ cũng có hai thầy Bà La Môn tinh thông y dược, luôn luôn theo dõi các biến chứng trên cơ thể bà để lo lắng thuốc thang kịp thời. Bằng hữu thông thái khuyên ông tạo điều kiện cho bà được thanh tịnh và thanh cao tâm hồn bằng cách nghiêm trì những giới luật mà tập cấp cho phép. Ấy là một vài cách điều tức, điều tâm phổ thông, một số kỷ luật về tri thức và cảm xúc được biểu hiện qua thân, khẩu, ý, ăn nói, ngồi nằm, đi đứng. Người Bà La Môn ngàn xưa đã hiểu rằng sự thanh lọc mọi ô nhiễm ở tâm hồn người mẹ là yếu tố quan trọng quyết định một phần lớn cho trí tuệ và nhân cách của con cái sau này. Do vậy, ngày này qua ngày nọ,
tai bà Sari không hề nghe một lời nói vô ích phù phiếm, mắt bà không hề thấy một cảnh chướng mắt khó chịu. Xung quanh bà tràn đầy mùi hương của hoa, của trầm, cùng những hương liệu tuyệt hảo làm thư thái và dịu mát tâm hồn. Ông Vanganta còn cho người lặn lội đi khắp các miền mua những giống chim có màu sắc rực rỡ, có giọng hót thật hay, du dương êm đềm, làm phấn khởi và hoan hỷ lòng người. Mỗi buổi sáng trước khi vào nhà nguyện, bà Sari đi dạo một vòng quanh hoa viên, bao giờ cũng thắm tươi các kỳ hoa dị thảo. Tiếng chim điểm nhịp líu lo chan hòa, vui tươi như lạc vào một khu rừng thanh bình, yên tĩnh. Lời ra từ cửa miệng mọi người bao giờ cũng là lời kinh, lời chú, lời kệ, lời của những hiền triết uyên thâm có tính khuyến thiện, lời của những thần linh hay gợi nhắc đến những tư tưởng cao thượng, thoát trần. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhờ sự chăm sóc chu đáo như thế, bà Sari sanh hạ một trai tuấn tú phi phàm, không dính một tí huyết dơ, nằm an tĩnh trong chiếc bao hồng ngọc, sáng rỡ và tinh khiết, sắc diện dung mạo của trẻ như một chúa sư tử lông vàng, bước ra từ động báu, tất cả đều tinh anh, như kết tụ ở đó ánh sáng và sự cao cả từ muôn ngàn kiếp trước. Tên làng, thế là được phúc hạnh đặt tên cho trẻ, Ubatisa. Ngôi làng kế cận, bà Mogali cũng sanh hạ cùng một ngày một giờ một viên ngọc quý, cũng lấy tên làng đặt tên cho con, Kolita. Vậy là Ubatisa, Sariputta, Xá Lợi Phất và Kolita Mogalana, Mục Kiền Liên, là hai vị sao đồng xuất hiện giữa bầu trời quang sắc diễm kiều, chầu quanh một vầng nguyệt bạch tinh khôi mới mẻ, một bình minh chân lý đang có mặt giữa loài người.